trong viêm sinh dục thì gồm có viêm sinh dục trên và viêm trên là các phần viêm vú và các tuyến ở cận vú thì mình sẽ không học trong cái chương trình. Viêm sinh dục dưới thì cái phần mà viêm sinh dục ngoài á, nó liên quan tới các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mình cũng không có học, mình phải học phần da liễu. Phần mình sẽ học phần viêm sinh dục trong. Thì viêm sinh dục trong nó gồm có hai phần là thấp là viêm âm đạo dục, vượt qua khỏi cổ tử cung là sinh dục cao. Thì bữa nay mình sẽ học cái bài là viêm sinh dục dưới ở trong và của phần thấp, tức là của từ phía trong âm hộ trở lên đến cổ tử cung. Thì ở đó mình sẽ chia thành hai cái bệnh cảnh là viêm âm đạo và viêm cổ tử cung. Thì để nói tới cái chuyện mà viêm như thế nào thì đầu tiên mình phải hiểu được cái môi trường bình thường của âm đạo gồm có những cái gì. Thì bình thường môi trường âm đạo sẽ có cái gì? Sẽ có cái con vi khuẩn sống thường trú, đó là con lacto. Con này đó, tại sao nó được gọi là khuẩn thường trú? Bởi vì lúc nào nó cũng hiện diện ở cái phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Và nó được xếp là nhóm vi khuẩn chí, tức là nó không chỉ cộng sinh đơn thuần đâu, mà nó là khuẩn có lợi. Nếu mà khuẩn gây hại thì mọi người năm nay gì nè, nếu như nó ký sinh trong cơ thể mình mà nó phải gây hại cho cơ thể mình, như là nó ăn luôn cái ký chủ, hoặc là nó gây tổn thương tế bào ký chủ, hoặc là gây lại di chứng, thì nó sẽ tính là khuẩn gây hại. Còn con lacto này đó là nó sống ở trên cái tế bào âm đạo, nó được tế bào âm đạo nuôi dưỡng bằng cái glycogen trên bề mặt. Nhưng nếu tế bào âm đạo ngày nào đó không tiết đủ glycogen cho nó thì nó sẽ chết, chứ nó sẽ không có tìm cách ăn tế bào âm đạo. Chỉ tới đó thì nó được gọi là khuẩn cộng sinh thôi, tức là nó sống nhờ vào cái tế bào âm đạo, nó không gây hại. Nhưng mà như nhiêu đó chưa gọi là khuẩn chí được. Để gọi là khuẩn chí là bởi vì con lacto đã tiết ra hai cái sản phẩm. Một á, là cái axit lactic. Hai á, là cái peroxid. Axit lactic là trong quá trình chuyển hóa đường đó thì nó sẽ thải axit lactic, làm môi trường âm đạo sẽ trở nên rất là axit. pH âm đạo sẽ từ 3,8 đến 4,2. Với cái pH đó thì gần như các khuẩn sẽ không có sống nổi, hoặc là nếu sống được thì nó sẽ mất quạt, không gây bệnh được. Tuy nhiên trong cái môi trường axit như vậy thì nấm sẽ phát triển rất là mạnh. Nấm phát triển rất mạnh trong môi trường axit. Do đó thì nếu nó thuận lợi cho khuẩn thì nó cũng chưa được gọi là khuẩn chí. Mà khi nó gây điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển như vậy thì nó lại tiết ra cái peroxid. Peroxid mình thường gọi là oxy già đó. Tức là H2O2 khi gặp môi trường ái khí thì nó thành nước cộng oxy khử. Thì chính cái peroxid này cũng ức chế luôn cả nấm luôn. Thành ra sinh bệnh học của cái viêm âm đạo là nó liên quan rất là chặt chẽ tới lacto. Lacto là cái con vi khuẩn sống thường trú có lợi trong âm đạo. Khuẩn âm đạo thì là dưới 10 mũ 7 trên 1 gram dịch, và tỷ lệ khuẩn kỵ khí nó khoảng từ 2 đến 5 lần khuẩn ái khí thôi. Và ba cái con khuẩn mọi người thấy ưa gây viêm âm đạo đó là Gardnerella, Mobilensis và Mycoplasma có hiện diện, nhưng mà ở tỷ lệ thấp và thường là sẽ không có gây bệnh được. Rồi cái chuyện thứ hai nữa là mình phải hiểu thế nào là khí hư sinh lý. Tại vì cứ không phải người phụ nữ mà có khí hư là bệnh lý, mà trong cái độ tuổi sinh đẻ người ta sẽ tiết ra cái chất nhờn để bảo vệ âm đạo, để bôi trơn cho quá trình hoạt động tình dục, để bảo vệ cho những cái quá trình khác như sinh đẻ hoặc là trong quá trình chu kỳ kinh nguyệt thì sẽ tiết ra một cái chất nhờn, thì đó gọi là khí hư. Thì khí hư này khi nào mà nó có tính chất khác thường thì mình mới gọi là bệnh, chứ không phải người phụ nữ nào cứ tiết khí hư là mình sẽ gọi là bệnh. Thành ra phải hiểu khí hư sinh lý. Cái sinh lý là một cái chất dịch tiết ra do tuyến scan là tuyến Bartholet, tuyến quanh cổ tử cung và chỉ với cái tế bào chết hồng cầu bạch cầu ở trong cái biểu mô âm đạo thì nó tạo thành một cái chất dịch màu trắng hơi đục ha, nó nửa trong nửa đục ha, và có mùi hơi khai nhẹ. Thì cái khí hư này nó sẽ nhiều nhất á là ở trong cái thời điểm mà cứng nhất trong thời điểm gần hành kinh. Nó năm nay thì mình có thể mình mô tả khí hư này nó giống như cái lòng trắng hột gà. Đây. Mọi người thấy có giống không? Thật ra đây là cái lòng trắng hột gà chứ không phải khí hư sinh lý. Tại đâu có khí hư sinh lý đâu mà chụp cái này, chụp cái lòng trắng hột gà cho mọi người coi thôi. Vậy thì giờ câu hỏi ngược lại là cái lòng trắng hột gà này có thật sự giống khí hư sinh lý không? Em mọi người có thấy nó giống không? Không ai biết luôn. Vậy là lớp mình có ai đã từng thấy khí hư sinh lý chưa? Vậy là cũng chưa luôn. Chưa ai thấy hết à? Mọi người nghe rõ không ta? Ok, tiếp nha.
Dạ nghe thầy ơi. Ok. Vậy thì viêm âm đạo là thường á, nó có rất là nhiều tác nhân, nó có từ 17 đến 21 tác nhân. Trong đó thì mình chỉ bàn tới ba tác nhân chính thôi, là nhiễm khuẩn âm đạo, nhiễm nấm Candida albicans và nhiễm trùng roi Trichomonas vaginalis. Tại sao chỉ bàn tới ba hình thái này thôi? Bởi vì đa số những người phụ nữ bị viêm âm đạo thì 90% chẩn đoán là nằm trong ba hình thái này, còn 10% còn lại do ít gặp, thành mình sẽ không quan tâm trong cái bài này. Em mình sẽ quan tâm ở những cái bài sâu hơn. Còn hiện giờ trong bài này mình chỉ quan tâm viêm đạo do ba tác nhân chính: nhiễm khuẩn âm đạo, nấm candida và trùng đôi Trichomonas. Rồi đầu tiên là cái nhiễm khuẩn âm đạo, đầu tiên phải giải thích cho mọi người nghe một cái thuật ngữ rất là lạ. Bình thường âm đạo nó có vi khuẩn không? Có chứ. Vậy thì nhiễm khuẩn âm đạo làm sao gọi là bệnh được? Đúng không? Lúc nào âm đạo cũng có khuẩn. Vậy thì lúc mình có khuẩn mà mình gọi là viêm là nhiễm âm đạo, còn lúc có bệnh khuẩn khuẩn thì mình lại gọi là bình thường thì không có đúng, đúng không? Do đó phải giải thích về lịch sử nhiễm khuẩn âm đạo. Đầu tiên á, nhiễm khuẩn âm đạo đó, người ta thấy có một số người phụ nữ có những kiến hư, lúc có lúc không, lúc có viêm lúc không viêm, nó tái đi tái lại nhiều lần, điều trị nhiều khi đâu hết, mà không điều trị nhiều khi nó lại hết, thành ra người ta mới đặt cái tên đó là viêm âm đạo không đặc hiệu. Nhưng mà đặt cái tên như vậy thì kỳ quá, thì các nhà khoa học ấy cũng cố gắng tìm ra được cái họ vi khuẩn gây bệnh. Thì tới năm 1955 người ta thống nhất với nhau là đặt tên là đây là viêm âm đạo do Haemophilus. Đến năm 63 người ta mới đặt lại là à cái con Haemophilus là nó rộng quá, người ta mới chỉnh lại cái nhóm là Corynebacterium. Thì mãi cho tới 1980 thì các giới khoa học mới thống nhất rằng định danh con vi khuẩn mà gây bệnh chủ yếu là con Gardnerella vaginalis. Thì tới hiện nay Gardnerella vẫn là tác nhân gây viêm âm đạo chủ lực trong cái bệnh cảnh nhiễm khuẩn âm đạo. Tuy nhiên 2 năm sau người ta không có giữ cái tên viêm âm đạo cho Gardner nữa, bởi vì thứ nhất á, là người ta thấy á, là 50% những người phụ nữ có cái tình trạng viêm này là không có triệu chứng viêm. Nói nôm na là nhiễm khuẩn âm đạo á, mà chỉ có 50% là có triệu chứng, 50% không triệu chứng, và khi không triệu chứng thì không có sưng nấc nổi đau, mình gọi viêm âm đạo là không hợp lý. Thì anh đã mới đề nghị sửa lại là tên là nhiễm khuẩn âm đạo. Còn Gardnerella cũng không phải là tác nhân duy nhất gây bệnh nữa, mà ta thấy rất là nhiều khuẩn nhiễm khí tham gia, trong đó có ba con chính là Gardnerella, Vorbelansgut và Mycoplasma. Ngoài ra thì còn khoảng mười mấy con khác nữa. Do đó mình không thể nào gọi là đổ đầu cho con Gardner là nó gây bệnh được. Do đó ta phải sửa lại là nhiễm khuẩn âm đạo do cái khuẩn kỳ khí, bởi vì nguyên cái đa khuẩn đang gây bệnh đó đều là khuẩn kỳ khí hết. 2 năm sau người ta mới quyết định là bỏ luôn cái chữ khuẩn kỳ khí, chỉ còn giữ là cái chữ nhiễm khuẩn âm đạo. Lý do là tại vì sau đó ta mới phát hiện là Gardnerella nó là khuẩn ái khí, nó sống được trong môi trường kỳ khí. Nếu mà xài cái mình sống mà xài cái từ gọi là nhiễm khuẩn âm đạo vô khuẩn kỳ khí là sai, nhưng mà về mặt nguyên tắc thì cũng không sai, tại vì khi gây bệnh thì nó là ở hệ kỳ khí, nhưng mà mình đổ thừa kỳ khí thì về mặt khoa học gọi vậy là không đúng. Mình cái tên nó phức tạp ghê không, ban đầu là nhiễm khuẩn âm đạo rồi sau cuối cùng là trở thành nhiễm khuẩn âm đạo, mà mọi người thấy rất là vô lý. Nhiễm khuẩn âm đạo có khuẩn không? Có. Một người bình thường không có bệnh mình gọi nhiễm khuẩn âm đạo có sai không? Sai không? Cũng không luôn. Do đó nó nhập nhằng như vậy, thành ra mỗi lần mà ai giảng cái bài này phải giảng lịch sử thêm chút xíu cho mọi người để thấy rằng cái chuyện mà gọi một cách như vậy là bị chuyện buộc không còn đường gọi rồi. Chứ thật ra thì mình gọi nhiễm khuẩn âm đạo là bệnh thì vô lý, tại người phụ nữ trong không có bệnh thì môi trường âm đạo vẫn có khuẩn, đúng không? Cái này giống chuyện cái ông già bắn cá vậy đó, mọi người có nghe chuyện của ông đó chưa? Có một ông già, ông đi câu cá, ông sống mình bên bãi biển à, ông câu cá mà ông câu ngày nào cũng dư cá cho ông cá mình ra bán, chứ để bỏ thì chủ thế là ông trưng con cá trước cửa nhà ông bán. Một người khách đi qua nói ông để con cá không gì thì đâu có ai biết ông bán cá, thì ông phải treo cái bảng lên. Thế là ông già ông treo cái bảng lên là ở đây có bán cá tươi. Cái người thứ hai đi ngang nói ông bán ở đây chứ ông có bán chỗ khác không? Ông già nói không, tôi chỉ bán có chỗ này thôi, tôi có cái người thứ ba mới quay qua cá mà không bán, bỏ chữ có đi đúng không, ông nguyên bán cá tươi là đủ rồi, chữ có nó dư.
Người thứ năm đi ngang mới nói là bây giờ ông bán cá chứ ông có mua cá gì không? Nói không, tôi nghèo muốn chết, tôi bán tôi kiếm tiền thôi chứ đâu có tiền mua cái thứ khác, tôi cũng đâu mua cá được kinh doanh đâu. Thế thì ông kia nói nếu ông chỉ có bán mà ông không mua thì ông bỏ luôn cái chữ bán đi. Thế là ông ghi chữ cá tươi. Cái một người khác đi ngang nói ông có lương mà ra bán không? Em dạ nói không, tôi bán cá tươi thôi, còn bữa nay cá mà nó hư rồi tôi sẽ bỏ chứ đúng không bán. Cái ông điện khá là biết luôn, có phải để chữ tươi ở đây. Thế là ông già để mỗi chữ cá. Người khách cuối cùng đi nghe ông nói ông bán cá ông để chữ cá làm gì, nhìn vô tao biết con cá rồi, khỏi tiếng bên đây là chữ cá. Thế là ông già dẹp cái bản luôn, cuối cùng là quay về trở về ban đầu là ông đi bán cá không có cái bản. Thì cái gì mua gấm tạo hay y chang vậy luôn. Rồi yếu tố thuận lợi là gì? Là nhiều bạn tình. Nhiều bạn tình thì mình được tính rằng là một người phụ nữ mà có hai bạn tình mà quan hệ tình dục thường xuyên ha. Có từ hai bạn tình trở lên mà quan hệ tình dục thường xuyên thì được tính là nhiều bạn tình. Mà nhiều bạn tình ở đây mình đều phải nghĩ mở rộng nha. Hai bạn tình đó có thể là mình cứ nghĩ là à chị cái cô này phải có hai người bạn tình là nam, không phải. Cô này có thể là có hai bạn tình là nữ, tức là thường xuyên trở lên. À, ví dụ cô này có một ông chồng có quan hệ tình dục thường xuyên, rồi có một ông bạn cũng quan hệ tình dục thường xuyên, tần suất thường xuyên thì mới đạt. Chứ bây giờ nhiều người nói cô này có chồng rồi mà chồng đi bị trách mấy năm mới về, rồi bây giờ ở nhà cũng mới cặp giúp đẹp có quan hệ tình dục với ông khác thì không có tính cô này nhiều bạn tình được. Lý do là tại vì cái người chồng thì gần như là không có quan hệ gì ông với cô này một thời gian khá lâu rồi, đi công tác rất là xa đúng không, hoặc là nhiều khi mất tích rồi thì con này mặc dù là có quan hệ tình dục với hai người nhưng mà ngay tùng alo nghe không? Dạ luôn ạ. Dạ dạ chị đúng nghe chỗ mắt thầy ơi. Nghe không thứ nhất là nhiều bạn tình. Nhiều bạn tình tức là cô này phải có từ hai người bạn tình trở lên có quan hệ tình dục thường xuyên, và người này có thể là đồng giới hoặc là khác giới. Nghe không, mọi người nghe rõ không? Ok, giải thích là chỗ cái chỗ này tức là người này phải quan hệ tình dục thường xuyên với hai người, người đó có thể đồng giới có thể là khác giới. Vậy thì cô này đang có chồng quan hệ tình dục thường xuyên mà nếu có bạn trai nữa quan hệ tình dục thường xuyên thì mới bị tính. Nếu con này mà chồng ví dụ bỏ đi xa rất là lâu rồi không có về nhà nhưng mà con này lại có bạn trai ở nhà quan hệ tình dục thì ngay thời một thời điểm đó con này chỉ có quan hệ tình dục thường xuyên với một người, thành ra sẽ không được tính ha. Vấn đề nằm ở chỗ là phải từ hai người trở lên quan hệ tình dục thường xuyên, hoặc là cô này có thể có chồng nhưng mà quan hệ tình dục thường xuyên với một cô gái khác nữa vẫn bị tính đó. Và cái quan hệ tình dục này phải theo đường sinh dục, chứ nhiều khi người ta quan hệ tình dục bằng những cái đường hậu môn hoặc là những cái đường miệng thì sẽ không có tính. Do đó nhiều bạn tình phải là hai người quan hệ tình dục thường xuyên, tức là cô này phải có hai bạn tình bất kể nam hay nữ quan hệ tình dục thường xuyên theo đường sinh dục trở lên. Nếu chồng cô này không có ở nhà, cô này chỉ ngay thời điểm chưa hẹn một người thì không tính. Hoặc là cô này có chồng rồi mà đi học lớp cũ rồi gặp lại bạn trai hồi cấp 3 thế là ngủ một đêm, vậy thì cũng không tính, nó gọi là tình một đêm không sao hết. Nó không rơi vào cái đó. Chuyện thứ hai nữa là nhiều bạn tình này tính vô cái chuyện F1 luôn, tức là cô này có thể là chỉ có một chồng thôi, chung thủy là không có vấn đề, nhưng nếu ông chồng đó có bạn gái quan hệ tình dục thường xuyên thì cô này vẫn có thể bị tính là quan hệ nhiều bạn tình. Tức là bản thân cái người phụ nữ này người ta rất là đàng hoàng, người ta không có lăng nhăng gì hết, nhưng mà chính ông chồng là nha quan hệ với một cô gái khác thường xuyên nữa thì người phụ nữ này sẽ bị tính là có nhiều bạn tình. Hoặc là đơn giản là một cô gái có bạn trai thôi, nhưng bạn trai đó là hành nghề mại dâm, thế thì cô gái đó vẫn bị tính là có nhiều bạn tình. Rồi, giao hợp nhiều thì người ta sẽ tính là nếu như giao hợp với tần suất gấp đôi so với tần suất sinh lý thì sẽ bị tính là nhiều. Mọi người có biết quy luật con số 9 không ta? Có nghe quy luật số 9 lần nào chưa? Quy luật số 9 là như vậy.
ví dụ mình lấy tuổi của mình, lấy con số đầu tiên á, ví dụ từ 20 tới 29 sẽ tính là 2x, ví dụ từ 30 tới 39 sẽ tính là 3x, mình sẽ lấy 3 nhân cho 9. Ví dụ mình lấy từ 30 đi, từ 30 tới 39 thì quy luật số 9 tính như vậy, 3 lần 9 là 27. Vậy thì tần suất quan hệ sinh lý phù hợp là 2 tuần quan hệ được 7 lần. 2 tuần quan hệ được 7 lần. Vậy thì nếu ở độ tuổi từ 30 tới 39 mà 2 tuần quan hệ gấp đôi, tức là 14 lần, tức là ngày nào cũng quan hệ tình dục, thì được gọi là trường hợp nhiều. Vậy nghe. Đó là định nghĩa gì trường hợp nhiều. Rồi. Có thể đôi khi là do tinh tế hoặc học vấn thấp, hoặc là do quan hệ tình dục sớm với 20 tuổi, do cái nguồn nước sử dụng với lại dùng để vệ sinh phụ nữ nó bị bẩn. À, hoặc là những người gốc Phi thì tăng nguy cơ nhiều hơn, là có những cái bệnh lây truyền của đường tình dục kèm theo, hoặc là có nhiễm Trichobonas hoặc HIV kèm theo. Rồi sử dụng dòng tránh thai cũng là yếu tố để tăng nguy cơ nhiễm bệnh. À, rồi sử dụng thuốc đặc âm đạo, đặc biệt là những cái thuốc mà có mang tính diệt khuẩn cao á, mọi người thấy đó là khi mình sử dụng thuốc đó lạm dụng thì sẽ chết cái con chủ lực, cái con mà giữ nhà là cái con lacto, thì khi đó sẽ tạo điều kiện cho những cái khuẩn khác nó phát triển. Rồi thuốc diệt tinh trùng ở Việt Nam thì ít xài, chứ ở nước ngoài ta xài nhiều lắm. Người ta sử dụng biện pháp màng ngăn đó, xài bao cao su nam, bao cao su nữ thì thường người ta để chặn ăn, để sợ chạo ngược hoặc là bị thụt khuẩn bao, thì người ta sẽ xịt cái thuốc diệt tinh trùng đó. Còn tinh trùng nó lớn hơn con lacto nữa, là thuốc đó diệt được cái con tinh trùng, có nghĩa là nó giết luôn con lacto được. Rồi thuật rửa âm đạo, khái niệm này mọi người sẽ thấy nó rất là xa lạ, chỉ hồi khoảng từ năm 80 tới năm 90 á. Thuật rửa âm đạo là cái khái niệm thường xuyên trong hướng dẫn vệ sinh phụ nữ, tức là các bác sĩ phụ khoa khi mà cho thuốc đó, những cái thuốc rửa đó, người ta sẽ cho thè kèm một cái chai để người ta bơm vô cái trong âm đạo rửa cho nó sạch. Thậm chí là những cái hãng mà bán thuốc rửa đó cũng tặng, ví dụ những cái hãng mà bán thuốc viên để pha nước ở nhà thành một cái dung dịch rửa, hoặc là người ta pha sẵn dung dịch, người ta tặng một cái chai có cái giòi plastic rất là dài, để thì người ta nghĩ rằng mình bơm thuốc, mình rửa phía ngoài nó mới sạch, mà phải bơm sâu như âm đạo thì nó mới sạch. Dần dà những nghiên cứu sau đó người ta mới thấy rằng cái chuyện mà bơm mấy thuốc sạch khuẩn vô đó nó giết con lacto, thì nó hủy hoại nguyên cái môi trường âm đạo luôn, là không phục hồi được, dẫn tới tình trạng những âm đạo rất là nặng nề. Do đó gần như người ta cấm không cho sử dụng thuốc sát khuẩn để rửa âm đạo nữa. Rồi những nghiên cứu tiếp theo đã thấy là nếu không cần phải rửa vô trong, chỉ cần rửa phía ngoài thôi bằng những sát khuẩn quá mạnh, nó cũng gây chết lacto được luôn. Do đó những cái thuốc rửa hiện nay là chỉ dùng để rửa ngoài, hay là không có chứa thuốc sát khuẩn. Mọi người nếu để ý những cái thuốc rửa phụ khoa trên thị trường á, nó chỉ là thay đổi cái độ pH tùy theo mọi người phụ nữ ta cần độ pH nào. Thứ hai là đa số nó chứa chất dưỡng ẩm và mùi để khử mùi, còn gần như là nó cấm tiệt không có cho thuốc sát khuẩn vô. Còn những cái dung dịch sử dụng sát khuẩn như thuốc tím là thuốc đỏ là betadine, là chỉ khi nào viêm ống hộ, có những cái viêm loét hoặc là nhiễm khuẩn thì người ta mới xài thôi. Còn những thuốc rửa mà giống như vệ sinh phụ nữ hàng ngày để mà mình rửa cho nó sạch đó, thì gần như mọi người sẽ để ý là không có thành phần thuốc sát khuẩn ở trong. Nó chủ yếu là có ba thành phần. Một là thành phần dưỡng ẩm để giữ cái môi trường ở đó nó đừng có bị khô, để dẫn tới cái da nó bị kết quá. Hai á, là nó tái tạo lại cái pH, tùy theo có một số người cần pH acid, ví dụ trong những người mà đang nhiễm khuẩn thì cần acid để diệt khuẩn, còn những người nhiễm nấm thì cần pH kiềm để mà ức chế nấm. Rồi cái thứ ba là cái chất tạo mùi để khử mùi thôi. Những thuốc rửa hiện nay không được phép cho cái thuốc sát khuẩn vô. Dạ, mọi vừa thấy là hướng dẫn lâm sàng hiện nay. Rồi tiếp tục, yếu tố thuận lợi là hút thuốc. Mình sẽ thấy chuyện hút thuốc rất là xa lạ, tại vì nó tôi bản thân người phụ nữ mình đâu hút thuốc đâu. Không, nếu mình hút thuốc thụ động mình vẫn bị tính. Do đó nếu mình có bạn trai và có chồng hút thuốc thường xuyên với tần suất nhiều và khoảng 20 gói năm đó, tức là một ngày hút khoảng một gói, thì nguy cơ viêm đạo sẽ tăng. Rồi giai đoạn mãn kinh và tiền kinh nguyệt cũng là giai đoạn để có yếu tố thuận lợi để nhiễm khuẩn âm đạo. Dịch tễ học thì có khoảng phân nửa phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và khoảng 1/5 phụ nữ mang thai sẽ bị nhiễm khuẩn âm đạo. Trong đó khoảng 1/2 tới 1/5 là không hề có triệu chứng. Chính vì cái chuyện không triệu chứng này thành ra mình không có xài từ viêm âm đạo được. Mọi người tưởng tượng không? Khi có viêm là có sưng nóng đỏ đau, còn quá ra nhiều người đâu có viêm. Thế thì mình gọi họ là viêm âm đạo là không hợp lý nha. Vậy thì cái môi trường nhiễm khuẩn âm đạo thay đổi sao? Đầu tiên là lacto nó chết, nếu nó còn thì cũng không thể sinh ra HL2 là berosit á. Số lượng vi khuẩn nó tăng đột ngột lên khoảng 1 tỷ con trên 1 gram dịch.
dầu khuẩn kỵ khí của ông nó tăng tỷ lệ khủng khiếp so với khí từ 100 trong ngàn lần, và những cái con gây bệnh nó tăng lên tỷ lệ trên 50% luôn, 50 tới 70%, như gà Nigella, Bovimelascat và Mycoplasma. Mọi người nhìn kỹ thì tỷ lệ của ba con này nó cộng lại nó vượt trên 100%, và thậm chí ba con này tỷ lệ cao nhất vượt trên 200%. Điều đó có thấy gì không? Tức là người phụ nữ chỉ nhiễm một con này cộng lại bằng 100%, tức là nhiễm A thì sẽ không nhiễm B hoặc C hoặc ngược lại. Còn cái này là tỷ lệ ba con này cộng lại rất là cao, có nghĩa là đa số người phụ nữ đều ít khi nào nhiễm một con lắm, và đa số mọi người nhìn kỹ thì họ sẽ nhiễm khoảng hai con hoặc ba con là đa số. Và đây là các khuẩn gây bệnh bao gồm nhóm kỵ khí ha, và những cái nhóm ái khí mà nó gây bệnh trong môi trường kỵ khí được. Mọi người thấy không, cái con Gardnerella đó với cái con Mycoplasma là hai con quái dị, nó có thể nó sống trong môi trường ái khí ha, và nó gây bệnh. Khi môi trường yếm khí thuận lợi thì nó sẽ bắt đầu nó gây bệnh luôn. Đó là vấn đề nghiêm trọng. Rồi như vậy thì mình sẽ rất là phức tạp, tại vì mình không thể nào mình biết được cái môi trường âm đạo giờ nó đang diễn tiến thế nào, mà mình cũng không thể nào mình biết được là một người phụ nữ tự nhiên không có triệu chứng xương ống nổ đau, làm sao biết người ta là cái nhóm đối tượng bị nhiễm khuẩn âm đạo. Thế thì nó phải có cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, thì người đưa ra tiêu chuẩn đầu tiên để nhận dạng được cái này là spiegel. Ông đề nghị là sao, soi nhuộm những cái con vi khuẩn để mình thấy gì, mình thấy được cái hình dạng của nó, rồi mình phân nó thành ba nhóm và dựa vào đó mình đếm từng loại khuẩn, mình phân loại và mình chẩn đoán. Tuy nhiên cái chẩn đoán PCR nó phức tạp lắm, tại vì đòi hỏi những cái nhà lâm sàng phải được đào tạo chính quy về vi khuẩn học, phải đọc chính xác được cái con và phải rỉ mọ ngồi đếm một cái gram như vậy, sau khi nhuộm gram rồi đọc là mất khoảng 40 phút cho tới 60 phút đó phù hợp với thực hành lâm sàng. Thành ra tiêu chuẩn PCR hiện giờ là chỉ còn để dùng tham chiếu thôi, hoặc là để nghiên cứu thôi, chứ thật ra không ai xài nữa. Thì tới năm 79, Amsen mới đưa ra tiêu chuẩn lâm sàng, và tới năm 82 thì được sử dụng tại trên nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên tiêu chuẩn Amsen hiện giờ chỉ còn những nước đang phát triển như Việt Nam còn xài thôi, bởi vì cái độ chính xác nó không có cao. Chỉ bởi vì năm 91 Nielsen đã đưa ra cái tiêu chuẩn khác rồi, thì nhưng mà trong bài mình vẫn còn xài tiêu chuẩn của Amsen. Đây là tiêu chuẩn Amsen năm 83. Rồi mình sẽ nói tiêu chuẩn này, mình sẽ học bài này, giới thiệu chút xíu là sau tiêu chuẩn Amsen không có chính xác nữa thì năm 91 Nielsen mới đưa ra tiêu chuẩn cải tiến lại. Cải tiến lại nghĩa là sao? Lấy tiêu chuẩn của Spiegel nhưng mà không đòi hỏi mình phải đọc trúng tên con vi khuẩn nữa, mà chỉ cần coi hình dạng nó thôi, coi con nào mà nó bự bự mà nó thẳng thẳng kêu nó con lắc to, con nào mà nó nhỏ mà nó thẳng thì kêu nó là con Gardnerella, con nào nhỏ mà nó học thẳng được, nó cong gà queo giống chai thẳng với chai cong vậy đó, thì nó là Mobelescat. Thì dựa trên cái hình dạng thôi chứ không cần cọc cần biết cái chính xác con vi khuẩn gì, ngồi đếm rồi cho số cộng rồi mình tính ra điểm. Thì mọi người nhìn thấy đó, lacto mà càng gì càng nhiều phải không, đó số 4 là nhiều nhiều đó, tới số 0 thì điểm càng thấp, nghĩa là lacto là càng bị mất đi thì điểm nó sẽ nhiều lên, tức là nguy cơ bị nhiễm khuẩn âm đạo sẽ tăng. Gardnerella càng tăng thì nhiễm đó thì có gì nó cũng, mọi người thấy điểm sẽ tăng không, từ 0 con một cộng là khoảng dưới một con, và từ 2 tới 5 con lúc bắt rồi từ 3 cộng là 5, 3 chục con cũng trên con thì gần đây tăng dần theo số cấp, tức là số lượng Mobilescat cũng được tính. Nhưng mà mọi người thấy chứng tỏ Mobilescat không có chứng tỏ lúc nào, mọi người thấy chứng tỏ Mobilescat chỉ tới 2 điểm thôi, trong khi ở đây là tới 4 điểm, tức là tầm quan trọng và đây là nó cao hơn. Bỏ cái điều dành đi, tại Việt Nam không có xài tiêu chuẩn đó, đó là tiêu chuẩn phải nhuộm ram và xong phòng thí nghiệm ở cái những cái nơi mà cái khoa khác nó đông như Việt Nam này thì tiêu chuẩn nó cũng khó xài. Giới thiệu mọi người tiêu chuẩn mình phải học là chữ Amsen. Amsen nói cái gì? Amsen nói người phụ nữ mình làm 4 cái biện pháp khác nhau, nếu ai có 3 trong 4 biện pháp đó thì sẽ chẩn đoán người phụ nữ đó sẽ bị nhiễm khuẩn âm đạo. Thứ nhất là mình đặt bỏ dịch vô, mình thấy khí hư đặc trưng là trắng xám dính và đồng nhất. Trắng xám là cái màu phải trắng tươi, nó hơi ngà, nó dính giống như nước mũi mà hơi khô mình, nó không có lỏng tí
ý ông nói là không có lỏng đâu, quá nó hơi vừa vừa có thể dính được như mũi vậy đó. Tổng tức có nghĩa là ông ở trong không có đỏ thì ra gì hết, một gì mình phải lấy cái gì tâm đạo đó mình mới quét lên cái giấy quỳ mình thử pH. Bình thường pH nó acid đúng không, 3,8 hoặc tối đa là tới 4,2 thôi. Nếu mình thấy pH âm đạo mà nó bị mất cái tính acid, mặc dù 4.5 vẫn là acid nhưng mà nó không được acid quá, nó hơi hơi bị chuyển kiềm chút xíu, là miễn trên 4.5 là có vấn đề. Ý nghĩa của chuyện này là sao? Nghĩa là lúc đó còn bắt đầu đấy, không còn phụ số nữa gì bị acid nữa. Và mới lấy thư, cái nghiệm thứ ba lấy thư mình quét lên, nhỏ lên cái lam vô, mình hít vô, nếu mình nghe cái mùi khai nó tăng lên khủng khiếp trong một canh đó, thì chứng tỏ là người phụ nữ này có nhiều con vi khuẩn. Nói đồng ra là cái test nó dựa trên cái chuyện là con vi khuẩn khi hòa tan trong cao thác nó sẽ bị phân hủy, nó tạo ra cái NH3 và cái mùi amin đó. Thì nếu như số lượng vi khuẩn mà ít á, mình hòa gì có nhiều đúng không, hàng loạt, nhưng mà do số lượng khuẩn chết không nhiều thành ra mình sẽ không có nghe mùi rõ. Nhưng nếu như một âm đạo số lượng khuẩn lên cả tỷ con đúng không, thì mình pha như vậy, mình làm cho nó bị chết như vậy thì cái mùi khuẩn chết nó sẽ nồng nặc hơn, mình sẽ nghe được cái mùi mùi khá tanh ha. Xét nghiệm cuối cùng là Lucell, tức là ông đi soi tươi để coi cái tế bào gì, tế bào âm đạo đó bị vi khuẩn nó bám phủ đầy hết trơn thì nó sẽ gọi là Lucell. Giờ cho mọi người coi cho dễ hình dung ha. Đây, đầu tiên cái này là cái ký hư trắng xám dính và đồng nhất, mọi người nhìn ha, đây là ký hư. Rồi sau khi có cái thứ rồi á thì mình sẽ đỏ một giọt cao hát, lấy cái hư mình khuấy vô, mình kê lỗ mũi vô mình hửi, mình hít một hơi mình thấy trời ơi ăn quá à, là dương tính. Quyết test không đề test này, một số nơi sắp sẽ nghe là sniff test rồi là test gửi, một số nơi là sắp test cao hát cao, một số nơi sẽ gọi nó là amin test dựa trên cái mùi. À, mùi phân hủy, mùi là mùi amin, mùi phân hủy đạm, mùi cá. Còn thử pH thì mình thấy đó, cái giấy quỳ bình thường của mình từ chạy từ 1 tới 4 mình cũng không được. Chỉ là ví dụ cái khoảng đầu tiên đó là từ 1 tới 3 thì mình không bàn đi, cái khoảng thứ hai là từ 3 đến 2 quẹt quẹt cái khí hư nó đưa cái tàu lên mặt hơi hay tím tím ửng đỏ xíu, nó ghi là pH của mặt 3.5 thì chắc dở, mình đâu xác định được, tại mình cần biết là trên hay dưới 4.5 đúng không. pH so màu so là cho thấy từ 3 đến 5 là tiêu, do đó phải dùng cái que pH, cái giấy pH nó có cái độ nhảy nó thấp hơn, tức là một lần nhảy không phải 2 pH mà phải 0.3 đến 0.4 pH thôi. Mọi người nhìn thấy là cái màu đầu tiên là 4 chấm nè, màu thứ hai là pH 4.4 nó nhảy 0.4, màu thứ ba là 4.7 là nhảy có 0.3 thôi. Thì như vậy thì những cái màu mình mới phân định được rõ trên hay dưới 4.5, chứ còn làm nhảy một lần 2 pH mình bắt tay không làm được. Còn đây là tôi để Lucell. Lucell là gì, mọi người quan tâm cái hình này, mọi người nhìn thấy hình này, hình bên trái là người ta, hình bên trái mọi người đang nhìn đó là cái hình này là sôi tươi nhuộm bằng xanh methylene. Nhìn hai hình này có cái tương đồng là mọi người sẽ thấy những cái bên trái để sợi nha, những cái sợi này nè, mọi người nhìn thấy những cái sợi này không, những cái sợi này thật ra nó là gì biết không, đây những cái sợi như topping mình rải trên kem vậy đó, những cái sợi này là những con lacto đó, trực khuẩn gram dương lớn ở độ phóng đại này là phóng đại 200, mình thấy được cái sợi khuẩn gram dương. Đây ở đây là một cái tế bào âm đạo, mọi người nhìn thấy tế bào âm đạo nó trong đúng không, nó ửng hồng, nó trong rất là sạch sẽ. Đây chỗ cái nền, chỗ này là mọi người thấy cái nền rất là sạch đẹp ha. À, đây chỗ này rất là sạch, đây là cái nhân nè, còn xung quanh này rất là sạch, bên đây cũng
cũng vậy, một cái tế bào âm đạo. Còn những cái sợi này nè, mọi người nhìn thấy cái sợi giống cái sợi bún tàu, nó là con lát tô. Giờ bắt đầu nhìn kỹ rồi nè, đặt qua. Đây cũng là tế bào âm đạo, mà mọi người thấy nó bị chấm 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 tay hết trơn. Nó phủ như vậy nè, tại vì vậy khuẩn á, nó tăng sinh quá nhiều, nó phủ lên bề mặt. Khi tế bào âm đạo mà nó bị phủ đầy bởi vì khuẩn này và nó mất luôn cái ranh giới, thì ta gọi đây là tế bào blue, tế bào chỉ dấu, nè, blue cell. Đây, dưới này còn tệ hơn nữa. Hai cái hình bên trái là nhiễm blue cell do cái con nhặt nên là phủ lên. Hai hình bên phải là do mobilization. Hình phía trên này nè, chưa đạt blue cell nha. Hình dưới này nè, cái tế bào ngay gốc này nè mọi người. Cái tế bào ở góc dưới phải, có tế bào bên trái. Thì tế bào này cũng có tới cái bề mặt tế bào này không là là blue. Ở bên phải nó ấm quá cái ấm thì nó blue. Đây mặt này là tế bào blue cell. Còn tế bào này là không tên, tại vì nó chưa có đặt luôn. Đã vẽ hình thế giới hạn tế bào cho mọi người xem. Nhìn rõ này ha. Ở giữa là sợi tươi, mọi người sẽ nhìn thấy hình sợi tươi. Đây là một cái tế bào âm đạo bị mất hết nè. Thật ra nó là một cái chuỗi tế bào nó bị dính chùm lên nhau. Ở đây còn thấy một cái ranh giới mờ biết sao nè. Những cái chấm 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 mọi người thấy chấm nè, dư khuẩn không đó. Còn mấy cái sáng sáng mà có nhân đa cực này, nó là tế bào đa nhân đó. Neutrophil. Rồi, qua cái nấm. Nấm là vi sinh vật cổ đại, nó có trước cả loài người, nó có cả chục triệu năm, có thể cả tỷ năm rồi. Nấm nó ăn đủ thứ, từ ăn những chất sugar, chất ít nắng nó kinh, nó sống ở miền núi lửa. Dung nham cả triệu độ thì nấm ở đó nó chịu được khoảng 5-6 ngàn độ rồi nó ăn lưu huỳnh thì sống. Có số nấm ăn xi măng, sắt thép, ăn thực vật, ăn thạch động vật, ăn luôn cả thủy tinh. À, thì Candida albicans là một trong những nấm ký sinh trên động vật và trên người. Ha, và đây là thể loại nấm kẽm, tức là ký sinh ở những cái tổ tự nhiên hoặc là ở ngoài da những cái kẽ. Thì mình chẳng nói nấm dựa vào cái gì, mình dựa vào cái một là cái lâm sàng, hai là cận lâm sàng. Lâm sàng của nấm nó đặc trưng rõ lắm mọi người. Đầu tiên là cái triệu chứng ngứa. Nấm sau khi nó ở môi trường nóng ẩm, mình không có rửa thường xuyên, rồi cái vi khuẩn nó sẽ lên men làm cho cái pH của da chỗ dùng đó, nó giảm xuống, nó bị chua nè, hoặc là bị chua rồi. Điều kiện để nấm phát triển là da nó chua, nó nóng, nó ẩm. Thì những bào tử nấm có sẵn trong tự nhiên nó sẽ cấy vô, hoặc là đôi khi nó nằm sẵn dạng ở thường trú mà nó gây bệnh, à nó sẽ có thể phát triển. Đầu tiên phát triển thì nó sẽ đi ngứa, nhưng mà nó không giống như cái con nhiễm khuẩn âm đạo hồi nãy là mấy con gạt nê đó, nó gây tổn thương tế bào ở dạng kiểu là phủ lên nó ăn đường thôi. Còn nấm này nếu mà thiếu dinh dưỡng nó sẽ ăn luôn tế bào luôn, ăn cái lục tế bào luôn. Do đó cái cảm giác đầu tiên của nấm là ngứa, ngứa khó chịu lắm, ngứa chấm 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 vậy đó. Nhưng mà nó không có đáng sợ bằng tới thời điểm mình ăn luôn tế bào được cái con rác. Rác mà mọi người phải nói là nó rác kiểu phỏng ớt á. Ở đây ai có phỏng ớt rồi sẽ cảm giác được cảm giác rác kiểu đó. Rác không phải kiểu mình đứt da hay đứt thịt, mà kiểu phỏng ớt hoặc là phỏng nắng á, nó rác kiểu đó. Thì dễ nhất là mọi người muốn biết nấm nhiễm nấm mà nặng nó như thế nào, mọi người sẽ lấy trái bắt mèo á, mọi người quét xong đùi, rồi lấy nguyên trái ớt quét vô lên một cái nữa, thì cái cảm giác nó vừa ngứa mà nó vừa rác thì nó sẽ như vậy đó, rất là khó chịu. Khí hư của nấm là khí hư đặc trưng, là ta gọi là khí hư nó giống như sữa đông, tức là ở cái dạng mới nhiễm đó, nó nhẹ đó thì nó lỏng như là sữa mình để ở ngăn mát hoặc là da ua đó, để nó hơi sạch sạch, sau đó nó sạch lại như da ua mà nó đậm đặc hơn, sau đó nó sẽ như giống như mấy cục mỡ đông hoặc là mấy cục sao mấy cục sữa đông chẳng hạn. Đây cho mọi người coi khí hư của nấm. Lên đây mọi người thấy đó, cái này nó giống gì, giống mỡ đông. Tết mình ăn thịt kho hết cho mình để lên ngăn đá mình đông á, thì khi mình lấy ra cái lớp mỡ phía trên nó sẽ giống vậy. Đây là nấm đá này. Còn nấm này bên phải mọi người sẽ thấy nó nhẹ hơn chút, nó giống nước cốt dừa, nên cái nó trong trong. Còn nhẹ hơn nữa thì nó sẽ lỏng ra như da ua vậy đó, da ua mà để ngăn mát. Còn nhẹ hơn nữa thì nó chảy ra nước lỏng như là sữa sữa chua mình sữa chua uống á.
còn hai hàm dưới là để cho người thấy nấm nó khủng khiếp tới mức nào, nó ăn chóc khắp luôn cái lớp thượng vị của âm hộ, thậm chí là